Rồi cũng còn không bao nhiêu tháng nữa là anh em chúng ta bắt đầu vào vụ bông Tết 2025 rồi nha các bạn. Thì anh Tư cũng xin giới thiệu một số cái mặt hàng để mà các bạn chuẩn bị. Đầu tiên là cúc mâm xôi truyền thống, chúng ta sẽ xuống giống sớm nhất nha các bạn. Sớm nhất là vào tầm khoảng 5 cây, 5 cây là sớm nhất nha. 5 cây là còn khoảng chừng tháng tháng mấy còn khoảng 2 tháng nữa. Bữa nay là cuối tháng 3 rồi, cuối tháng 3 rồi. Thì chậu trồng mâm xôi truyền thống thì tùy theo nhà vườn thôi. Thứ nhất là chậu giả nang tre nha. Chậu giả nang tre thì có bọc ni lông ở trong mà anh Tư chưa không có mang về. Chậu giả nang tre trồng cho cúc mâm xôi truyền thống. Rồi cúc Đài Loan được, cúc pha lê được, cúc tiger được, nói chung là dạng thọ được luôn. Mà nó nhược điểm con cái là mình phải trồng cái bọc ni lông vào nó hơi lâu. Rồi mâm xôi truyền thống nha bạn. Còn vành của nó thì nó vành của nó là nó khoảng đây đến từ lấy thước từ đó này, mình sản xuất theo khuôn của nhà máy nha. Vành của nó vào tầm khoảng 20 27 nè, 2 26 26 27 nha bạn, 26 à, vành nè, vành 26. Rồi đây là một loại chậu để chúng ta trồng cúc mâm xôi truyền thống. Rồi chúng ta có thể xài chậu 11, chậu 11 à, chúng ta có thể trồng chậu 11. Cái vành nó cũng cũng cỡ đó à. Chậu 11 đen á, có màu đen và màu đỏ, có hai loại màu. Rồi chậu này thì chúng ta bỏ qua đi, chúng ta tới chậu đen đi. Thông cảm nha. Đây, hàng này anh Tư đã sử dụng rồi nha. Đây, hàng này nhà anh Tư sử dụng. Nè, nó giờ cũng 25 26 nha các bạn. Nè, 26 nè. À. Rồi chiều cao thì các bạn thấy nè, nó cũng tương đương nhau nè, không có khác gì nha. Không có chênh lệch gì lắm, chênh lệch nó khoảng có 1 cm nè. À, cm nè. Không thành vấn đề nha. Rồi mẫu chậu trồng mâm xôi, rồi cái mẫu này á là cái mẫu của TTK nha các bạn. TTK thì nó cũng ibon vậy thôi nè, cái vành của nó này các bạn thấy không, ibon thôi. Thì cái này vừa trồng được mâm xôi truyền thống, mâm xôi Hàn Quốc, mâm xôi Hà Lan, ba loại cúc mâm xôi thì có thể trồng cái chậu đỏ này được. Và cái chậu đỏ này được nhiều nhiều nhà vườn chọn nha. Thứ nhất là đẹp. À, đẹp à, đẹp rồi không phải tốn công mình trồng bọc ni lông. Rồi cái bên này có thông số nè các bạn, có 320 nữa nha. Này 280 x 205 TTK. Rồi nó có màu nâu đỏ này và màu trắng này, trắng này à, màu trắng. Hai TTK thì có hai màu, công ty TTK có hai màu, màu nâu và màu trắng. À, màu trắng này thì cái này chậu này chậu chín, chín nhỏ, chín nhỏ là 200. 200 nhân cho 150. Cái này là trồng cho cúc kim cương rồi rau dừa rồi nhãn thọ một cây, rồi nói chung rất là nhiều cây để sử dụng cho cái chậu chậu trắng. Rồi chậu trắng thì nó có hai loại, cái loại trắng trơn nữa nè, cái trắng trơn nè. Trắng trơn này thì giá cả nó cũng tương đương nhau nha các bạn, nhưng mà của công ty khác. Trắng trơn nè. Rồi trắng khí ở trắng 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 có gân nè ha, trắng trắng xương, trắng xương này là của TK. Rồi này trắng trơn của công ty khác. Rồi cũng có hoành hoành vậy thôi. À đây, đó, rồi. Rồi chậu chậu 11A. 11A này là chậu bự, chậu bự mình làm cho mâm xôi bự. Rồi chậu đỏ để trồng dạng thọ có luôn. Rồi khay ha, khay xốp. Khay xốp để ươm cây có luôn, khay đen có luôn. Khay đen cái này từ không có cái loại mà 84 lỗ, loại này loại 50 lỗ, 50 lỗ, 84 lỗ. Còn khay xốp thì 84 lỗ cũng có. Lộn, xin lỗi các bạn, khay đen là 105 lỗ, còn khay xốp này là có 112 lỗ. Cái khay này hiện tại là 112 lỗ và cái khay lỗ bự hơn đó là 84 lỗ, còn loại lỗ nhỏ hơn nữa là 200 mấy đó. Còn bình thường mình gieo dạng thọ, gieo cúc kim cương, gieo các đồ là 112 lỗ và 84 lỗ là vừa rồi. Còn chậu thao, mẫu chậu thao thì có màu, nhiều màu, màu đỏ nè, màu vàng, vàng đồng nè, rồi màu xanh 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 lá nè, à, xanh lá nè, rồi màu đen đen đá nè. Rồi cái mẫu này là mẫu 480, 480. 480. Thì các bạn nào có nhu cầu về chậu để trồng qua trồng Tết á thì cứ liên hệ với anh Tư nha.
Này là 4 45 45 45 phủ bì, mà được gọi là cái này là chậu là 48 đó các bạn, nhưng mà tại khuôn này khuôn thiếu nè. À, có loại khuôn thiếu và khuôn đủ nha. Thì các bạn nên đó là lý do giá cả nó chênh lệch đó các bạn, khuôn thiếu và khuôn đủ. À, khuôn này khuôn thiếu 45 45 phủ bì. Đọt lòng 39, đọt lòng 39. Rồi, đó là sơ lược cho các bạn có một số mẫu chậu, còn nhiều loại mẫu khác các bạn ơi.